Mến chào các anh chị và các bạn, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong video hôm nay. Xin kính chúc các khán thính giả đang theo dõi video này một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thưa quý vị, một chủ đề trước giờ đã trở lại nhiều lần trong các video của chúng tôi nhưng chưa bao giờ cũ. Và hôm nay xin được chia sẻ thêm với quý vị. Vâng, chán cơm thèm phở, đó là câu nói bóng gió cho việc các ông chồng đã có vợ đẹp con khôn mà vẫn mong muốn tìm của lạ bên ngoài. Nguyên nhân cho chuyện này và câu chuyện nội bộ thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng có lẽ xét cho cùng, đàn ông đã có gia đình vẫn muốn tòm tem, chung quy cũng chỉ vì 7 lý do sau đây. Cùng nghe và suy ngẫm. Vì sao đàn ông có vợ đẹp, con ngoan rồi nhưng vẫn thích đi cà bồ? Xin chào quý bạn và các vị. Các bạn thân mến, người ta hay có câu, cơm ngon thì khó kiếm, phở ngon thì đầy đường. Câu này ý chỉ rằng một người vợ tốt thì rất khó kiếm được, còn bồ tốt thì nhan nhản đầy ngoài đường. Dẫu biết là như thế, nhưng mà vẫn có không ít các ông chồng chạy đi ăn phở, trong khi có một nồi cơm hảo hạng ở nhà là như thế nào? Đây cũng không phải là thắc mắc không của riêng một ai. Và để trả lời cho câu hỏi mang tính hạnh phúc gia đình này, ngày hôm nay xin mời các bạn cùng tôi đi khám phá 7 lý do về giải thích cho việc đàn ông chán cơm thèm phở, để xem đó chính là những lý do gì các bạn nhé. Thứ nhất, vợ đẹp nhưng không biết chiều chuộng bằng bồ. Chuyện chăn gối là một điều khá quan trọng trong việc quyết định hạnh phúc gia đình. Không chỉ giúp thỏa mãn về nhu cầu sinh lý, chuyện chăn gối còn giúp cho vợ chồng trở nên khăng khít và xích lại gần nhau hơn. Rất nhiều chị vợ dù có đẹp nghiêng niếc nghiêng thành, nhưng mà chuyện ấy không có vào đâu, thì đi đâu cũng chỉ tổ đem một cơ hội cho các em bồ nhí để nhảy vào thôi. Rất nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ bởi vì vấn đề này. Lý do là do các em bồ ngoài kia biết chiều chuộng hơn, biết thỏa mãn đàn ông hơn, cho nên nhiều anh chồng cứ say mê mấy em bồ như là điếu đổ. Vì thế cho nên các chị vợ không có cải thiện vấn đề phòng the thì chỉ tổ làm mồi cho các bồ mà thôi. Đối với chuyện giường chiếu thì đàn ông cần cái sự hòa hợp và thăng hoa cùng với vợ mình. Và điều này tất nhiên là một mặt tiền đẹp, không thể nào đủ để giải quyết một vấn đề các chị nhé. Vấn đề ở đây chính là kỹ năng và mức độ thấu hiểu của người vợ. Bởi vậy mà các chị vợ cần phải biết người, biết ta thì mới trăm trận, trăm thắng. Chỉ cần bạn biết cách chiều chuộng một chút, tâm lý một chút, khiến chồng mê đắm trong cuộc chiến trên giường, thì dăm ba cái trò bồ bịch ngoài kia làm sao có cơ hội bén mảng đến. Thứ hai là bồ mang lại cảm giác mới lạ. Một trong những lý do khiến đàn ông rất hay đi ngoại tình là do họ muốn tận hưởng cảm giác mới lạ khi ở bên bồ nhí. Vì thế, dù vợ có đẹp, còn có ngoan, thì nhiều người đàn ông vẫn không cưỡng lại được cái việc đi ngoại tình. Đàn ông họ hoàn toàn có thể quen người thứ ba xấu hơn, kém giỏi giang hơn vợ mình, bởi vì những người đó cho họ một cảm giác mới mẻ khi ở bên. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, nhiều bà vợ ở nhà cứ lớn tiếng, ồn ào, tính khí thì thất thường, sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa thì lại ẩm ướt, thì làm gì có ông nào chiều nổi. Thế cho nên, những con giáp thứ 13 mà anh ta chọn lựa sẽ là một người phụ nữ kín đáo, dịu dàng và dễ chiều hơn vợ. Đối với đàn ông, đó là một loại cảm giác mới mẻ hoàn toàn, khác xa so với người vợ của anh ta. Ở bên ổ nhí thì anh ta sẽ thấy rằng mình được tươi mới, vui vẻ hơn là ở với vợ mình. Như vậy cho nên, đó chính là lý do mà nhiều ông chồng lấy lý do đi công tác hàng tuần trời để có thể che mắt vợ mình về việc đi ngoại tình các bạn nhé. Chính vì vậy, các chị em phụ nữ thì thi thoảng nên làm mới bản thân mình đi. Chẳng hạn là học những điều mới, có những sở thích riêng, đi du lịch, làm tình nguyện hay là tút tát nhan sắc, hoặc là làm thêm nhiều điều mới mẻ để làm mới mình, khiến cho mình trở nên thú vị trong mắt chồng. Thế thì làm gì có con giáp thứ 13 nào dám lởn vởn quanh chồng mình được nữa, đúng không nào? Thứ ba, bồ lãng mạn biết nũng nịu. Có thể bạn cũng biết, ở Trung Quốc có một cụm từ người ta gọi là trà xanh.
Cụm từ này dùng để ám chỉ những cô gái có tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ, nhưng mà thực ra lại rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ rồi. Tương tự với trà xanh, thì ở Việt Nam, nhân tình cũng là những người thường xuất hiện để tận dụng những khuyết điểm của vợ và tạo ưu điểm cho bản thân. Khuyết điểm lớn nhất của nhiều chị vợ chính là thiếu lãng mạn, tinh tế khi mà sống cùng chồng trong một thời gian dài. Vì cuộc sống hôn nhân cho nên buộc phụ nữ phải có nhiều trách nhiệm, lo toan nhiều hơn. Cứ dần già thì họ trở nên thực tế, khô khan khi bên chồng mình. Chẳng hạn như, nhiều chị vợ cứ chiều đi làm về là bắt đầu nhảy ngay vào bếp, lo cơm nước cho chồng, cho con. Xong xuôi thì lại ngồi vào bàn làm việc, hết việc thì mới lại đi ngủ. Hôm nào con quấy, con khóc thì lại thức trông con. Cái cảnh này mà gặp phải ông chồng vô trách nhiệm thì làm sao có khái niệm lãng mạn và cả nũng nịu nữa, đúng không nào? Ngược lại thì nhân tình thường là những người độc thân, không có vướng bận gia đình, cho nên họ vẫn giữ được sự lãng mạn, ngọt ngào khi mà yêu đương. Khi gặp nhân tình thì đàn ông sẽ thấy vợ mình quá là thực tế, vợ không có biết dịu dàng và ngọt ngào như bồ. Thế cho nên chồng cứ hồn nhiên chạy theo bồ thôi các bác nhé. Các chị vợ thấy chưa? Không biết lãng mạn, không biết làm nũng cũng là một tội đồ đấy. Chính vì thế, các chị vợ xem thế nào, cứ lâu lâu mình cứ làm nũng trọng một tí cho chồng vui, rồi thì thỉnh thoảng rủ nhau đi xem phim, ăn nhà hàng cho tình cảm nó đi lên một tí. Chứ không thì trà xanh nó hớt tay trên lúc nào không hay đấy. Thứ tư là vợ sinh con đẻ cái, phai tàn nhan sắc, còn bồ thì lúc nào cũng tươi trẻ, mờn mởn. Trong mắt của nhiều người đàn ông thì bồ lúc nào cũng là phở nóng tuyệt vời, còn vợ thì chẳng khác gì cơm nguội đáy nồi hầm hiu. Nhiều chị vợ sinh con, đẻ cái xong, bắt đầu nhan sắc tụt xuống, không có còn được tươi tắn, rạng ngời như lúc mới yêu nữa. Đâm ra nhiều ông chồng cứ tớn lên là chạy theo bồ, bởi vì bồ lúc nào cũng tươi xanh mơn mởn, khiến cho các anh say mê. Thế rồi nhiều chị vợ cứ suốt ngày cứ quanh quẩn chăm con, dọn nhà, người thì lúc nào cũng mùi bỉm, mùi sữa, mùi thức ăn, rồi thì lúc nào cũng đầu bù tóc rối, đầu tăm mặt tối, không có thời gian chăm chút cho bản thân. Ngược lại, những cô bồ ngoài kia thì ngọ lại rảnh rang tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng nước hoa thơm phức, váy vóc thì nuột nà, tóc tai thì bồng bềnh. Thế thì ông nào mà chả phải thích, đúng không nào? Chính vì thế, các ông chồng là cứ hồn nhiên chạy theo các em bồ để bắt đầu tận hưởng hoa thơm cỏ lạ. Mà có mấy ông hiểu được sự vất vả và hy sinh của vợ mình đâu. Chính vì thế mà các chị vợ à, các chị vợ cần phải biết chăm chút cho bản thân mình vào nhé. Chăm sắm sửa, ăn diện, rồi thì trang điểm tưng bừng để làm đẹp mình hơn. Thế mới khiến cho các ông chồng mê mẩn và không bị hoa thơm cỏ lạ ngoài kia dụ dỗ đi. Rồi còn ông nào mà chót chạy theo tình nhân thì cũng phải hối hận bởi vì hành động của mình. Các chị vợ nhớ nhé. Thứ sáu, vợ đẹp nhưng nhàm chán. Hẹn hò với một cô nàng thú vị luôn là một điều hấp dẫn đối với hầu hết các cánh đàn ông. Do đó, nếu như bạn là một người vợ luôn biết tạo ra những điều thú vị trong hôn nhân, thì xin chúc mừng, khả năng ngoại tình của chồng bạn sẽ là con số 0. Ngược lại, nếu như bạn là một người vợ nhàm chán, thì dù có đẹp tới mấy cũng khiến chồng mình dễ đi ngoại tình. Các bà vợ cứ thử nghĩ mà xem, không có chỉ đàn ông mà ngay cả bản thân mình cũng thế thôi. Ăn mãi một món, mãi rồi cũng chán. Ngày nào cũng mặc một kiểu quần áo thì là quá chán luôn. Thế thì thử hỏi xem, có ông chồng nào thích một bà vợ cứ 10 ngày lại như một ngày, đúng không nào? Nếu không có sự mới lạ, thú vị, thì dù dáng có chuẩn như Ngọc Trinh, mặt có xinh như Chi Pu, thì bạn cũng không thể nào khiến cho chồng mình cảm thấy thích thú và thú vị đâu. Mà với những cô bồ thì sự kích thích và thú vị lại luôn có thừa. Kể cả dù cô ta không có được quá xinh, không có được quá giỏi. Vì vậy, nếu muốn đời sống hôn nhân của bạn tránh phải chuyện ngoại tình, thì bạn cần tăng cái sự thú vị trong cuộc sống của mình hàng ngày. Chẳng hạn như, cứ lâu lâu lại tỏ ra đáng yêu một chút, nũng nịu chồng mình một chút,
để anh ta thấy được sự mới mẻ của bạn. Hay là trong cách trò chuyện hàng ngày vợ chồng với nhau thì đôi khi bạn nên tỏ ra bí hiểm một chút. Trong chuyện giường chiếu thì chủ động một chút, chiều chuộng chồng mình một chút để cho anh ta thấy được sự phấn khích và bạn cũng trở nên thú vị hơn đấy. Thứ bảy là vợ không chủ động giữ, người thứ ba đang trực chờ. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng chồng mình có thả ra cũng không bao giờ sợ mất, bởi vì anh ta sẽ chẳng dại gì mà đánh đổi cả hạnh phúc gia đình, vợ đẹp con khôn để mà đi với tình nhân. Tuy nhiên, các chị vợ lại quên mất một điều là anh ta hoàn toàn có thể ngoại tình một cách vô cùng kín đáo mà không ai có thể biết được. Bản tính tham lam sẽ khiến cho anh ta muốn có cả vợ lẫn cả bồ. Bởi vì vợ là một điều chắc chắn thì bồ lại để yêu. Chính vì tâm thế lơ là, chủ quan và tự tin thái quá, cho nên nhiều chị vợ vô tình dâng chồng của mình cho những tình nhân bên ngoài, đang giang tay, rộng tay để vòng tay chờ sẵn. Bên cạnh đó, cũng không ít các chị em có một tư tưởng là lòng người đã muốn ra đi thì có giữ cách nào cũng là dư thừa. Thế cho nên, rất nhiều chị em đã chấp nhận để cho kẻ thứ ba hồn nhiên chen chân vào cuộc sống gia đình nhà mình. Vậy thì làm như thế nào để giữ chồng một cách khôn ngoan và tinh tế nhất? Nghe cái này có vẻ cao siêu nhưng mà thực ra rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần biết hâm nóng tình yêu đúng lúc, không có kiểm soát nhưng cũng cần phải ghen vừa đủ. Biết làm đẹp, làm mới bản thân và yêu quý gia đình nhà chồng. Như vậy là bạn đã dư sức giữ chồng mình mà không cần phải đắn đo, suy nghĩ. Ngoài ra thì giữ chồng cũng thể hiện rằng bạn là một người vợ khéo léo và biết quan tâm tới chồng mình. Các chị em nên nhớ rằng đừng bao giờ quan niệm ngờ nghệch rằng mình quá đẹp hay là quá giỏi giang. Từ đó chồng mình sẽ tự biết đường giữ mình. Vì chính suy nghĩ này sẽ đẩy chồng mình đi xa đấy. Và thế là chúng ta vừa đi hết 7 lý do để giải thích về việc tại sao đàn ông có vợ đẹp, con ngoan rồi nhưng mà vẫn thích đi cặp bồ. Đến đây, video hôm nay của chúng tôi xin chính thức được khép lại. Nếu bạn cảm thấy hay thì đừng quên like và bấm đăng ký kênh để trở thành người xem sớm nhất xem những video bổ ích trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.